chào mừng các bạn đến với kênh hoàng dinh radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện lục mạch thần kiếm tập 20 của tác giả kim dung qua giọng đọc hoàng dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 38 ngừng một lát phu nhân cười lạc hỏi bằng một giọng lễ phép nữa ở mờ bàn chúa mơ tưởng nàng trong mình của ngài lại có một bản lĩnh tuyệt luân sao mà không cướp lấy về mà đành ngồi than thở Kiều Phong lặng lẽ lắc đầu, hồi lâu ông buồn rầu đáp. Dù có bản lĩnh nghiêng trời là đất cũng không thể cướp nàng về được. Mã phu nhân cười ha hả hỏi lại, sao vậy chứ? Kiều Phong khẽ đáp, nàng đã chết rồi. Mã phu nhân đột nhiên nín cười, vì mụ cũng cảm thấy bùi ngùi trong dạ, không khỏi có đôi phần xót thương cho người trước kia, dấu cao ngạo là Kiều Bang Chúa, nay phải ôm mối hận ngàn thu hai người yên lặng không có nói gì nữa. Lát sau, Kiều Phong quể quải đứng dậy nói, thương thế của người nặng lắm, không có thể cứu chữa được nữa. Người đã mưu sát thần phu, chết là đáng lắm. Bây giờ chỉ còn có tiếc thần y, may ra mới cứu chữa được người thôi. Nhưng ta chẳng có hoài công đi mời ông đến để mà chữa cho ngươi. Vậy ngươi còn muốn nói gì nữa không? Mã phu nhân nghe Kiều Phong gạn hỏi câu sau cùng Lâm tưởng lòng sắp ra tay sát hại mình, đâm ra sợ hãi năng nỉ. Bàn chúa, tha cho tôi, xin đừng giết tôi. Kiều Phong nói, ta không có hạ thủ giết người đâu. Nói xong, rảo bước đi luôn. Mã phu nhân thấy Kiều Phong bước ra khỏi phòng, đi thẳng không có thèm ngoảnh lại nhìn một cái nữa. Mụ lại tức giận lớn tiếng mắng. Cái gã Kiều Phong chó má kia, ta nói cho mày biết, năm trước ta căm giận mi vì mi không có thèm nhìn ta, ta bảo Mã Đại Nguyên giết mi nhưng mà hắn không chịu nghe lời của ta, cho nên ta phải đành bảo Bạch Thế Kính giết hắn. Bữa nay mi đối với ta chẳng chút động tâm. Kiều Phong quay đầu lại, lạnh lùng nói, Ngươi bảo đã có mưu sát thân phu chỉ vì lý do độc nhất là ta không có nhìn ngươi một lần nào. Cách màn trả đó ai mà tin được chứ? Mã Phu Nhân đáp, Ta chết đến nơi rồi gạt ngươi làm gì? Ngươi đã tỏ ra khinh mạng ta làm cho ngươi phải thân danh tan nát, mất mặt với mọi người. Ta đã tìm thấy trong rương sắc của Mã Đại Nguyên có bức di thư của Uông Văn Chúa, mới biết rõ tình tiết trước kia của ngươi. Ta liền bảo Mã Đại Nguyên tiết lộ thân thế bí mật của ngươi, khiến cho các hảo hán khắp thiên hạ đều biết ngươi là người khất đàn, mọi rợ, để cho ngươi mất ngồi bàn chúa cái bàn, và không còn đứng dẫn chốn trung nguyên nữa chẳng những là người hết chủ đứng mà tính mệnh khó lòng bảo toàn được. Kiều Phong nghe giọng lưỡi của Mã Phu Nhân thâm độc như vậy. Ông biết rõ mụ không có nhúc nhích được, chẳng còn cách nào hại mình nữa. Thế mà những lời thâm độc của mụ đủ làm cho ông phát rung. Ông tằng hắn một tiếng rồi mới nói, Phải chăng đại nguyên hiền đệ không có chịu theo lời của ngươi cho nên ngươi mới giết y? Mã Phu Nhân đáp, Đúng vậy, chẳng những y không có nghe lời ta lại còn hùng hổ mắng ta là khác. Trước kia ta nói gì y cũng nghe theo, có bao giờ nổi đoá với ta đâu. Ta đã bị y khinh mạng, ta đang tìm cách làm cho y thiệt thân. Khéo sao, hôm sau Bạch Thế Kính đến trời, gã liếc mắt nhìn ta một đôi lần. <laughs> Cái thằng cha hiếu sắc như quỷ đói, ta bảo hắn làm gì mà chả phải làm, khi nào còn dám bướng bỉnh chứ. Kiều Phong thở dài nói, Bạch Thế Kính là một tài hảo hán mặt sắc, tim đồng không ai lai chuyển nổi, thế mà cũng mắc tay cái bộm già của ngươi. Ngươi cho Đại Nguyên Hiền Đệ uống thuốc, thập hương mê hồn, rồi mới kêu bạch thế kính, cấu cổ quỳ, giả làm chiêu thức, tỏa hầu cầm nã thủ, để giết y chứ gì? Định đổ tội cho mộ dung cô tô có phải không? Mã phu nhân đáp, phải, chẳng làm vậy thì làm thế nào? Còn những cái chuyện về sau, ngươi đã biết rồi, hà bất tất phải hỏi nữa. Kiều Phong hỏi, cái quạt của ta có phải đúng bạch thế kính lấy cấp không mã phu nhân đáp đúng vậy kiều phong lại hỏi đoàn cô nương cải trang làm bạch thế kính đến trời cũng không hay mà ngươi khám phá ra được phải chăng gì ngươi kề cận hắn nhiều lần mã phu nhân nói cha cái con rành ấy đảo đệ thật nó làm ta phải hở ra nó còn nói ngày rằm tháng 8 cái gì cái gì đó ngày đó chính là ngày mã đại nguyên chết mới gớm chứ nhưng mà sao ta khẽ hỏi nó dài mẫu chuyện phong tình thì nó trả lời một cách đầu ngô mình sở cơ mưu nó bị bại lộ thôi ta đang định muốn giết đoàn chính thuần thì vừa gặp dịp định mượn tay của ngươi thôi ngân một lát lại cười nói kiều phong ngươi cải trang dụng lắm ta vừa khám phá ra con tiện nhân giả mạo ta liền để ý đến người <laughs> làm gì mà chẳng nhận ra ngay kiều phong nghiến răng nói thế là ngươi giết đoàn cô nương món nợ máu ngươi đã gây ra bây giờ phải trả tôi. Mã phu nhân nói, đó là tại nó đến gạt ta mà thôi, giả tỷ nó không có đến kiếm ta, ta sẽ đành chờ bạch thế kính lên ngôi chúa tệ cái bang, sẽ gây cho người cái bang thu quán họ đoàn nước đại lý, mà gã đoàn chính thuần chẳng chống thì chạy cũng khó thoát khỏi tay của ta. Kiều Phong nói, người đúng là hiểm độc vô cùng, những bậc nam nhi có thâm tình với người, người muốn giết họ đã là quá rồi. Còn những cái chàng trai không thèm nhìn mặt người, người cũng muốn giết nữa là sao chứ? Mã phu nhân nói, có người đẹp đứng trước mặt, sao mà lại không nhìn? Trên đời ta chưa có thấy ai học cái thói ngụy quân tử như ngươi. Mụ nói đến chỗ đặc ý, hai má ửng hồng, ra chiều vui thích. Đến khi mà lực kiệt, đầu không có chống nổi nữa, nhiều lúc mụ phải nói nhát gừng, không liên tiếp được. Kiều Phong nói Ta hỏi người một câu cuối cùng Người đã viết thư cho Uông Ban Chúa là ai? Gã thủ lãnh đại ca tên là gì? Ngươi đã đọc bức thư đó, có thư danh ở dưới, người đã biết rõ, vậy nói cho ta biết. Mã phu nhân cười lạc nói, Kiều Phong, bây giờ ngươi khẩn cầu ta hay là ta khẩn cầu ngươi? Ngày nay, Mã Đại Nguyên đã chết rồi, từ trưởng lão, triệu tiền tôn, thiết diện phán quan, đơn chính, đàm công đàm bà, ở hoa sơn tất cả đều đã chết rồi cả trí quan đại sư trên núi thiên tai cũng đã diên tịch nốt trên thế gian này chỉ còn ta là đích thần thủ lĩnh đại ca mới biết người đó là ai thôi kiều phong trái tim hồi hộp nói đúng vậy bây giờ quả đến lúc tôi cầu khẩn phu nhân xin phu nhân nói cho kiều mổ biết tên họ người đó mã phu nhân nói ta thì sắp chết đến nơi rồi ngươi trả ơn ta bằng cách gì? Kiều Phong đáp: Bất luận phu nhân muốn bảo chi, Kiều Mổ cũng đều làm quyết không có từ chối. Mã phu nhân tủm tỉm cười nói: Ta còn cầu mong cái gì nữa? Kiều Phong: Ta căm giận ngươi không để mắt nhìn đến ta, cho nên nổi giận gây ra bao nhiêu là tai họa. Bây giờ ngươi muốn ta cho hay tên họ của thủ lĩnh đại ca cũng chẳng có khó gì, ngươi chỉ cần ẩm ta vào lòng nhìn ta nửa ngày là được. Kiều Phong nhíu cặp đông mày trong lòng rất khó chịu. Song trên đời thật ra chỉ còn có một mình mụ hiểu rõ vụ bí mật này. Mỗi quyết cừu sâu tựa biển của mình, có báo được hay không chỉ trong vào miệng của mụ nói ra mấy tiếng. Đừng nói việc này quá dễ dàng, mà ngay cả việc khó khăn nguy hiểm trên đầu cũng phải gắn gượng làm theo ý của mụ. Bây giờ mụ chỉ còn thoi thớp thở, không biết tắt hơi lúc nào đem quy thế để bức bách hay là lợi danh để cám dỗ cũng đều vô dụng. Kiều Phong lẩm bẩm, nếu mình khăn khăng không có nghe theo lời của mụ, đến lúc mụ tắt hơi, kẻ đại cừu giết cha mẹ mình là ai, từ đây còn người nào mà biết nữa. Muốn thành việc lớn, chẳng nên câu nệ tiểu tiết. Ta đành phải bồng mụ lên, nhìn mụ mấy cái, phỏng thì có hại gì. Nghĩ vậy mới liền đáp, thôi được, ta sẽ nghe lời của phu nhân. Nói xong, ông khom lưng, ấm mũ vào lòng, cặp mắt loạn loáng chăm chú, nhìn vào mặt của Mã Phu Nhân. Lúc này, Mã Phu Nhân mặt đầy vết máu, lại dính đất cát bụi bậm. Hơn nữa suốt một ngày đêm, chịu đựng biết bao là đau khổ dày dò, dùng nhang tuyệt tụy, trông rất là khó coi. Kiều Phong, ấm mũ đã là miễn cưỡng, lại còn phải nhìn cái bộ mặt dơ giấy này. Bất giác nhíu cặp lông mài, tỏ vẻ khó chịu. Mã phu nhân hỏi, sao người ngán ta lắm sao kiều phong hàm hồ đáp không phải là thế ông đáp câu này trái với ý nghĩ của mình lúc bình thời dù gặp việc nguy nan đến đâu ông cũng không có chịu bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo song lúc này ông ở vào tình trạng bất đắc dĩ đành phải nói dối mã phu nhân nói nếu ngươi không chán ghét cúi gần xuống mặt của ta đi kiều phong nghiêm nét mặt nói không thể thế được phu nhân là vợ của đại nguyên hiền đệ kiều phong này là quân tử biết giữ lễ giáo đâu dám chớt nhã với người quả phụ của anh em mã phu nhân hỏi ngươi đã biết thủ lễ sao còn ẩm ta vào lòng giữa lúc ấy bỗng nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng cười khúc khích rồi có âm thanh nói giọng vào gã kiều phong kia ngươi không biết xấu mặt ngươi đã giết chết tỷ nương của ta lại còn đi ôm ấp ngoại thất của gia gia ta để ăn trộm ái tình sao thế mà không biết thẹn. Người nói câu đó chính là A Tử. Kiều Phong tự dấn lương tâm, không có điều chi hổ thẹn, nên đối với câu nói của đứa trẻ nít, chưa hiểu việc đời, ông chẳng buồn để vào lòng, chỉ nhìn mã phu nhân dục. Phu nhân nói mau đi, gã thủ lĩnh đại ca là ai? Mã phu nhân hỏi bằng một giọng ổn thoát. Ta bảo ngươi, cúi gần xuống nhìn vào mặt ta, sao mà ngươi lãng sang chuyện khác vậy? giọng nói của mụ vẫn đầy vẻ cám dỗ lúc đó a tử đã bước vào phòng cười hỏi mi còn chưa chết sao cái mặt ngươi bây giờ có khác chi là quỷ dạ xoa còn gã trai nào mà dám nhìn tới nữa chứ mã phu nhân hỏi mi nói cái gì mi bảo ta xấu như quỷ dạ xoa gương đâu lấy cho ta soi lại mụ hỏi mấy câu một giọng bàn hoàng kêu phong dục nói đi nói mau tôi sẽ lấy gương cho A tử thuận tay cầm chiếc gương lên, dơ vào trước mặt của Mã Phu Nhân cười nói, Đây đây, gương đây, ngươi coi xem có đẹp không? Mã Phu Nhân ngẩng đầu nhìn vào trong gương, thấy mặt mình máu me đầy cát, đầy vẻ hoảng hốt dữ tận, độc ác quán hờn. Tất cả bao nhiêu là xấu xa, khả ố đều tập trung ngay vào đầu mài khỏe mắt. Còn đâu là sắc nước hương trời khiến cho người ta phải say mê, thương hương tiếc ngọc như trước nữa mụ dương đôi mắt thao láo nhìn rồi không có nhắm lại được nữa kiều phong nói a à tử cất gương đi đừng có để phu nhân phải căm hận a à tử nói tôi muốn cho con mụ này á coi cái bộ mặt thật của mụ thành quỷ già dạ xoa chưa kiều phong nói nếu cô làm cho phu nhân quốc ức mà chết thì hỏng việc đó kiều phong phát giác rằng mã phu nhân không có cử động mãi mai nào nữa lại không nghe thấy hơi thở ông mới vội để tay lên mũi của mụ thì thấy mụ đã tắt thở rồi. Kiều Phong cả kinh la lên. A tử, hỏng rồi, phu nhân đã tắt thở mất rồi. Tiếng của ông là quảng, chẳng khác gì dạ lớn đến như mình. A tử biểu môi nói, trong lòng ngươi thật tình thương mụ có phải không? Cái loại đàn bà này chết đi làm gì mà có người phải quản hồn đến thế? Kiều Phong dẫm chân nói, trời ơi, tuồng con nít có biết cái gì chứ? Ta đang cần hỏi một việc mà việc này trên đời chỉ còn có một mình mụ biết mà thôi. Nếu cô không có đến quấy nhiễu, mụ đã nói ra rồi. A tử cũng ra lên. Ôi trời, thế mà ta làm hỏng việc lớn của người có phải không? Kiều Phong thở dài nghĩ bụng. Người cũng đã chết rồi, không sống lại được nữa. A tử là một đứa cứng đầu cứng cổ quen rồi. Đến cha mẹ của cô còn chẳng quản được, huống chi là người ngoài. Dù sao mình nghĩ đến A Châu không tiện gây gỗ với cô kiều phong đặt mã phu nhân xuống giường nói chúng ta đi thôi ông đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt nhưng mà trong nhà chẳng còn gì cả mụ lão tẩu cũng đã bỏ đi đâu rồi ông liền lấy đá quẹt lửa lên châm vào cái đống củi trong phòng chỉ trong khoảnh khắc lửa đã bốc ngất trời hai người ra đứng bên ngoài phòng thấy đàn chuột sợ lửa bỗng chui qua cửa sổ chạy ra ngoài trong vòng hai giờ sau chắc người và nhà cũng đã cháy thành than. Kiều Phong hỏi: "Cô không có về chỗ gia gia má má cô sao?" A Tử đáp: "Không, ta không về với gia gia cùng với má má, vì bọn thủ hạ của gia gia hễ thấy ta là họ dễn râu, trừng mắt nhìn ta, coi bộ rất khả ố. Ta bảo gia gia giết hết bọn chúng đi, nhưng mà người nhất định không nghe." Kiều Phong nghĩ bụng: "Cô đã làm chết mất Lăng Thiên Lý, là một người bạn tham gia của đoàn chính thuận." hẳn là làm cho ông bực mình lắm rồi. Có lý đâu nghe cô giết chết cả bọn thuộc hạ đầy lòng trung nghĩa. Cái cô này không biết điều lại còn giận da da, đúng là một đứa mất nết. Ông nghĩ vậy liền nói, thôi ta đi đây. Nói xong, ông mới trở gót trong hướng Bắc mà đi. Chương 39 Tiểu Cô Nương Ám Ảnh Kiều Phong A tử nói, nè nè, không thả chứ, chờ tôi một chút kiều phong dừng bước quay lại hỏi cô đi đâu bây giờ phải chăng tìm về chỗ sư phụ a à, tử đáp không hiện giờ tôi chưa có dám về với sư phụ của tôi đâu kiều phong ngạc nhiên hỏi tại sao mà cô không dám về chắc lại gây ra tai dạ gì nữa rồi a à, tử đáp cô gây ra tai dạ gì đâu tôi lấy của sư phụ tôi một bộ sách bây giờ trở về người đoạt lại mất tôi phải tìm một chỗ để mà luyện xong mới về Lúc đó sư phụ có lấy lại thì cũng không cần nữa. Kiều Phong hỏi. Phải chăng là sách luyện võ, Đã là tình thầy trò, sao mà cô không hỏi xin chứ? Làm gì mà người trả cho? Giả lại cô tự luyện lấy, nhất định có nhiều chỗ mình không có hiểu rõ. Sao bằng sư phụ ở một bên, chỉ điểm chẳng hay hơn sao? A à tử biểu môi đáp. Sư phụ đã biểu không cho rồi, năng nỉ bằng vô ích. Kiều Phong đối với cô bé có tính nết giả quyệt này vốn dĩ cũng không ưa ông cự tuyệt thế bây giờ cô muốn làm gì thì làm đi đi đâu thì đi đó tôi không có dính líu đến cô nữa a à, tự hỏi bây giờ ông định đi đâu kiều phong đưa mắt nhìn cái gian phòng ốc trong mã phủ lửa cháy ngất trời thở dài nói tôi toan đi rửa hận nhưng mà không biết kẻ thù là ai thế là suốt đời trên cõi thế gian này đành phải ôm mối hận ngàn thu không còn bao giờ mà trả được nữa rồi a à tử nói à tôi biết rồi chỉ có mã phu nhân là biết kẻ thù đó nhưng tiếc rằng tôi đã chọc giận cho mụ chết rồi từ nay trở đi ông không còn cách gì mà tìm được kẻ thù hay lắm quay danh của kiều Bang chúa lẫy lừng mà bị tôi làm cho mất sạch rồi kiều phong đưa mắt nhìn a à tử thấy nàng lộ cái vẻ hớn hở đắc chí sau khi đã gieo rắc tai họa cho mình ánh lửa hồng chiếu vào khuôn mặt tươi thắm rất khả ái. Ông nghĩ ngay đến chỗ sau cái bộ mắt trái xoan tươi thắm này, che đậy biết bao nhiêu ẩn ý thâm độc. Kiều Phong giận sôi máu, giơ tay lên, toàn tác nào một cái cho thật mạnh. Xong ông nhớ đến A Châu lúc sắp chết, khẩn cầu mình chiếu cố cho em gái ruột độc nhất của nàng, liền lẩm bẩm. A Châu đã dặn ta hết sức trong nôm cô bé này. Có lý đâu ta lại phải bộ di ngôn của nàng chứ. Dù cô bé này có là kẻ đại gian đại ác đi nữa, ta cũng phải hết sức sửa cho cô. Huống chi cô còn nhỏ tuổi, kiến thức nông cạn, tính nết bướng bỉnh, nghịch ngợm là thường. A à tử ngẩng đầu lên hất hàm hỏi. Sao? Anh định đánh chết tôi sao? Sao mà không đánh đi? Tỷ nương của tôi đã bị anh đánh chết rồi, bây giờ anh đánh chết cả tôi nữa, cũng chả sao. Mấy câu này như là mũi dao nhọn đâm vào gan ruột của Kiều Phong. Ông chua xót trong lòng, không còn phải biết nói sao, cắm đầu rảo bước đi trên con đường tuyết phủ, không ngoảnh cổ lại nữa. A tử cười hỏi, Nè, thông thả chứ, đi đâu mà giỏi vậy? Kiều Phong đáp, Tôi không có ở Trung Nguyên được, phải về ải Bắc, từ đó không có trở lại đất này nữa. A tử ngoẹo đầu hỏi, Anh đi đường nào? Kiều Phong nói, trước hết tôi đến nhạn môn quan a tử vỗ tay reo Ô trời thế thì may quá tôi định đến tân dương cùng anh đi đường cho có bạn kiều phong hỏi cô đến tân dương làm gì đường xa hàng ngàn dặm một cô gái bé nhỏ như vậy làm sao mà đi một mình a tử cười nói đường xa dịu vợ thì sợ cốc gì chứ tôi đã từ tinh tú hải về đến đây xa gấp mấy còn đi được đã có anh là bạn đồng hành sao mà lại bảo đi một mình? Kiều Phong lắc đầu đáp, tôi không có đi với cô được. A Tử hỏi, sao vậy? Kiều Phong tiếp, tôi là đàn ông, cô là con gái ít tuổi, ngày đi đêm nghỉ, có điều bất tiện. A Tử nói, nói cái gì mà nghe kỳ vậy, tôi chả bảo bất tiện thì thôi, còn anh thì việc gì mà bất tiện? Anh đi với tỷ nương của tôi cũng chẳng ngày đi đêm nghỉ sao? Đường xa muôn dặm là cái gì? Kiều Phong hạ thấp giọng nói tôi đi với tỷ nương của cô vì cùng nhau ước hẹn có hôn nhân đâu phải là chuyện tầm thường a à tử vỗ tay cười nói trời ơi thế mà nghĩ không ra tỷ nương tôi cũng như má má của tôi mà anh cũng như gia gia của tôi chưa kết nghĩa phu thê sớm đã thành đôi lứa rồi kiều phong tức mình quát lên cô không có được nói nhăn tỷ nương cô đến lúc chết vẫn còn tiếc sạch giá trong đối với nàng tôi vẫn là một mực thủ lễ, một niềm kính trọng. A tử thở dài nói, anh lớn tiếng hâm dọa tôi làm gì, tỷ nương của tôi đã bị anh đánh chết rồi còn gì nữa. Kiều Phong nghe A tử nói tỷ nương tôi đã bị anh đánh chết rồi, trong lòng đau như cắt. Ông ôn tồn bảo A tử, cô nên trở về tiểu kính hồ với má má của cô đi. Nếu không thì tìm nơi nào thành vắng, đem cuốn sách đó ra để mà luyện tập cho mau thành tài rồi trở về chỗ sư phụ của cô đi tấn dương làm gì a tử vẫn nặng nặc có phải là tôi đi dông dài đâu tôi tới đó vì việc khẩn yếu trọng đại kiều phong lắc đầu nói tôi không có đi với cô nói xong cất bước chạy nhanh a tử cũng thi triển khinh công vừa đuổi theo vừa gọi đợi tôi với đợi tôi kiều phong không có lý gì đến nàng tăng gia cước lực chạy mau hơn Đi chưa có bao lâu, gió bắc bắt đầu đã thổi lạnh. Trời tối dần, kiều phong độ gió dầm tuyết mà đi rất mau. Ông nhớ đến mối thù sâu tựa biển, không còn cách nào mà trả được, lòng quốc hận vô cùng. Nhưng mà không còn cách nào khác, đành phải gác bỏ thôi. Không nghĩ tới nữa, cho nên trong lòng thấy nhẹ nhàng lần lần. Đi chừng trên 30 dặm thì đến một thị trấn. Đây là cửa trường đài ở phía bắc thành tỉnh Dương. Việc đầu tiên là ông tìm vào một tủ điếm. Ông gọi lấy 10 cân rượu đế, 5 cân thịt và một con gà quay. Kiều Phong uống hết 10 cân rượu lại gọi thêm 5 cân nữa. Ông đang rót rượu ra, bỗng nghe tiếng chân người. Người bước vào quán chính là A Tử. Kiều Phong vừa thấy nàng đã lẩm bẩm. Cô này lại đến phá tử hứng của mình rồi. Ông liền quay đi, giá giờ không có trông thấy. A tử tủm tỉm cười, ngồi vào một góc bàn khác đối diện với Kiều Phong, rồi cất tiếng gọi. Chủ quán, lấy rượu cho ta. Gã tủ bảo chạy đến bên cười hỏi. Tiểu cô nương, cô cũng uống rượu sao? A tử làm mặt giận gây gắt. Cô nương là cô nương, sao mà ngươi thêm chữ tiểu vào? Làm sao mà ta không uống rượu được? Mì lấy cho ta 10 cân rượu, 5 cân thịt bò, một con gà quay ra đây mau lên và phải dự bị 5 cân rượu nữa phong ta gọi đến nha gã tủ bảo rụt cổ lè lưỡi chưa đi ngay đứng lại hỏi ô trời mẹ ơi là mẹ cô nương lại nói giỡn hả làm gì mà uống được nhiều vậy chứ gã vừa nói vừa liếc mắt nhìn kiều phong lẩm bẩm cô ta là muốn chọc tức cái ông này rồi ông ăn uống cái thứ gì cô ta gọi bấy nhiêu thứ gã còn đang nghĩ ngợi a tử hỏi lại mi sợ ta không có tiền trả cho mi phải không nói xong nàng móc túi lấy ra một đỉnh bạc quăng lên bàn đánh soạn một tiếng nói tiếp ta ăn uống không hết còn thừa đổ cho chó nghe chưa gã tủ bảo nở nụ cười cầu tài nói dần dần gã liếc mắt nhìn kiều phong lẩm bẩm cô ta muốn ăn thua dòng kia đâm ra mình ở giữa bị mắng lát sau rượu thịt bày lên bàn Gã tủ bảo lấy cái bát lớn đặt trước mặt của A Tử cười nói. Thưa cô nương, tôi xin rót rượu để cô sơi A Tử gật đầu nói. Được lắm. Gã tủ bảo rót rượu ra bát rồi mới lẩm bẩm nói. Cô uống cạn cái bát rượu này, say lăn cền xuống đất, tôi mới chịu là giỏi. A Tử bưng bát rượu lên để vào miệng nhấp một chút. Nhíu cặp lông mày nói. Ôi trời, cay quá vậy trời. Cái thứ rượu này khó uống lắm, trên đời này á không có mấy gã ngu xuẩn chịu uống thì rượu của người không biết bán cho ai nữa Tử Bảo nheo mắt nhìn Kiều Phong thấy ông Thủy Chung vẫn không có quay lại không khỏi cười thầm A Tử xé một miếng đùi gà cắn một miếng rồi kêu lên Ôi trời thịt ôi gã Tử Bảo cãi cái con gà này béo lắm mà thịt nó thơm ngon sáng nay nó còn gáy o o thịt của nó tươi nguyên sao cô bảo là thiêu chứ A à Tử nói, Hứ, thế có lẽ mình người hồi thối mà không ở trong quán này tất cả khách hồi thối. Lúc đó trời xuống tuyết phơi phới như hoa bay, ngoài đường không có khách bộ hành. Trong quán rượu chỉ có Kiều Phong và A à Tử là hai người khách hàng. Tử Bảo cười nói, dần dần chính người tôi hồi thối, dù sao tôi cũng phải nhận mình tôi nặng mùi. Thưa tiểu cô nương, cô ăn nói cần phải giữ ý tứ không đắc tội với người khác đó. A à tử hỏi, ta làm gì mà đắc tội với người khác, chẳng lẽ họ phóng trưởng đánh chết ta sao? Nàng vừa nói, vừa cầm đũa gắp một miếng thịt bò, bỏ vào trong miệng, nhưng mà không nhai, không nuốt, nhổ ra kêu lên. Ô trời ơi, thịt gì mà tanh vậy, chắc không phải là thịt bò mà là thịt người rồi, đây đúng là hắc điếm mà. Tủ bảo thấy nàng la như vậy, chân tay luống cuốn vội nói. Bò tươi vừa mổ, sao mà cô lại bảo thịt người? Thịt người làm gì mà to vậy chứ? Màu sắc đâu có được đỏ hồng như là thịt bò đâu. A à, tử hỏi, được lắm, ngươi bảo ngươi biết cái màu sắc thịt người. Vậy ta hỏi, trong quán của ngươi đã giết bao nhiêu người rồi? Tử bảo cười đáp, cô tiểu thư này hay nói giỡn quá. Cửa trường đài thành tính dương là một thị trấn lớn. Chúng tôi mở quán đã bốn chục năm nay, làm gì có chuyện mà giết người chứ? A à, Tử nói: Được rồi, thế không phải thịt người thì cái gì mà tanh hôi như vậy? Trời ơi, hay là đôi giày ta đi trên mặt đất đầy tuyết phủ giẫm phải cái thứ gì rồi? Nói xong, cầm miếng thịt bò thơm ngon tư thấm bốc hơi lên ngùng ngục lao giày đôi giày của nàng dẫm lên bùng lầy còn ướt, vừa lao vào bùn đất rơi xuống mở thịt đi trên mặt da khiến cho giày bỗng loáng gã tủ bảo thấy A Tử phí phạm của trời, lấy miếng thịt to tướng đem lao giày của mình, thì xót ruột, đứng bên không ngớt thở dài. A Tử hỏi, Người, ấm ức cái điều chi mà thở ngắn than dài? Tủ bảo đáp, Cái món thịt bò rán của tủ điếm là một món có danh tiếng. Ở thị trấn này, xa gần trong vòng trăm dặm, chẳng ai là không biết. Thế mà cô nương lấy để mà chùi giày, đúng là... A tử trừng mắt hỏi, Thế thì làm sao? Tụ bảo đáp, tự hồ cô nương có vẻ khinh thường món ăn của tiểu điếm quá rồi. A à, tử nói, Ngươi nói vậy, chính ngươi đã khinh thường đô giày của ta quá rồi. Này nha, thịt bò lấy trong con bò, giày của ta lấy ở da bò ra. Sao mà ngươi bảo ta khinh thường món ăn của nhà ngươi? Hả? Thôi đi, trong quán còn thức ăn gì không? Ngươi nói cho ta nghe. Tự bảo đáp, món ăn thì nhiều thứ, nhưng chỉ đắt tiền thôi. A tử móc trong bọc ra một đỉnh bạc nữa quăng lên bàn đánh choàng một tiếng hỏi bày nhiêu đã đủ chưa Tử bảo thấy đỉnh bạc nặng tới năm lượng tính cả rượu và đồ nhắm cũng đủ rồi vội cười nói đủ rồi đủ lắm rồi có gì mà chả đủ chứ tiểu điếm có những món cá chép thịt cừu gà quay giò heo a tử đáp tốt mỗi thứ lấy ba đĩa đi Tử bảo nói cô nương ăn tôi tưởng là mỗi thứ một đĩa đủ rồi a à tử xa sầm nét mặt nói ta bảo lấy ba đĩa ngươi cứ lấy ba đĩa việc gì mà nói đi nói lại tử bảo dội đáp dần 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 rồi mới dội truyền ra lấy thức ăn đem đến kiều phong ngồi đó vẫn lạnh lùng như khách bàn quan ông cũng biết rằng a à tử đem tử bảo ra làm cái buông sung kỳ thật muốn gây chuyện với mình can thiệp vào việc cô hay không là do mình ông vẫn giả tảng như không có chuyện gì tiếp tục uống rượu thượng tuyết một lát sau a tử thấy nhà bếp đưa thịt cừu lên bèn sai tủ bảo người để đây một đĩa đem một đĩa sang cái bàn vị quý khách kia còn một đĩa nữa để lên bàn bên cạnh rồi mới sắp bát đũa rồi rót những cái thứ rượu hảo hạng ra để cả vào cái bàn đó đi tủ bảo nói Cô nương còn có khách sao a tử trừng mắt mắng Ngươi đúng là sao mà lắm chuyện vậy? Giữ mồm miệng, không á, ta xẻo lưỡi bây giờ. Tủ bảo, thè lưỡi ra cười hỏi. Cô nương cắt lưỡi của tôi, tôi chỉ sợ cô cắt không có nổi thôi. Kiều Phong không khỏi động lòng, đưa mắt nhìn gà tủ bảo lẩm bẩm. Cái thằng cha này lại muốn chết sao? Triêu và con quỷ này phải biết. Gã tử bảo đặt một đĩa thịt cừu lên bàn của Kiều Phong. Kiều Phong chẳng có nói năng gì, cầm đũa gấp ăn liền. Lát sau, người nhà đã bưng ra ba cái đĩa cá chép vào, một đĩa cho Kiều Phong, một đĩa đến bàn qua tử, còn một đĩa để sang bàn bên cạnh. Kiều Phong không cự tuyệt gấp ăn luôn. A tử mỗi đĩa chỉ nếm có một miếng rồi mới la lên. Ồ trời, sao mà khét vậy? Những cái thứ này đáng cho chó ăn thôi. Rồi nàng bốc từng cái nấm thịt cừu, cá chép, sát vào đôi giày. Gã tủ bảo nhìn thấy sót ruột nhưng không có làm sao được. Kiều Phong đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ thầm. Con quỷ này đúng là khó chịu, ta mà dướng vào thân thì hậu quả tai hại không biết đâu mà lường rồi. A à, Châu bảo ta chiếu cố cho ả, à, nhưng mà ả à là một con quỷ sứ, đủ tinh khôn lắm rồi. Cần gì phải có người trong nơm cho nữa. Ả à, tự liệu cho ả à, cũng thừa sức rồi, chả cần ta phải nhọc lòng. Ta nên phải lánh xa, khỏi phải nhìn thấy nữa là yên thân rồi. Kiều Phong nghĩ đến đây, bỗng nghe xa xa có tiếng chân người đi trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Thân pháp của người này rất là quái dị, dường như y đi đường mà không co chân cất bước, cặp giò tựa như đôi gậy, chống xuống mặt tuyết mà đi. Cách ăn mặc quỳ cũng rất là kỳ dị. Giữa tháng chạp, đang lúc thình đông, y chỉ mặc có một mảnh áo đơn bằng xù gai sắc vàng, tuyệt đối không có biết rét là gì cả. Lát sau, y đến gần tới nơi. Kiều Phong nhìn rõ người này, tuổi chạc 40, hai bên tai đều đeo một chiếc vòng vàng lớn, mũi như là sư tử, miệng rộng quá đến mang tai. Tướng mạo rất là hung ác, kỳ quái, rõ ràng không phải là nhân vật trung nguyên. Dị nhân tới trước quán rượu, dán màng bước vào. Gã vừa nhìn thấy A Tử, khẽ giật mình, rồi mới lộ ra vẻ mừng rỡ, muốn nói lại thôi. Gã ngồi xuống bên bàn trống, A Tử bảo dị nhân sẵn rượu thịt đó, sao mà không ngồi xuống ăn đi? Dị nhân thấy cái bàn chưa có người ngồi mà đã bày đủ rượu thịt liền hỏi. Phần của ta đây có phải không? Xin đa tạ sư muội Nói xong, ngồi sang bàn đã bày sẵn rượu thịt, gã móc trong bọc ra một cái lưỡi dao nhỏ bằng vàng. Gã vừa cắt thịt vừa bóc ăn. Một điều lạ hơn nữa, gã ăn cá, không có nhai xương, vẫn không có sợ hóc. Gã triệu trạo rồi nuốt cả xương cá vào ruột gã ăn từng cái miếng thịt to, uống từng bát rượu lớn, tử lượng cũng khá lắm. Kiều Phong nghĩ bụng, té ra gã này chính là sư huynh qua tử, chắc là đồ đệ tinh tú hải lão mà. Ông vốn dĩ không có ưa tướng mạo cùng cử chỉ của gã này, nhưng mà thấy tử lượng của gã cũng gớm thì lại nghĩ bụng, gã này cũng có một chút bản lĩnh đây. A tử thấy gã uống cạn bát rượu liền nhìn tử bảo nói, Ngươi đưa cái thứ rượu này sang cho quý khách bên kia đi. Nói xong, thò tay vào bát rượu quấy lên, rửa cái bàn tay nhầy nhụa mở màng, rồi đẩy bát rượu đi một cái. Tủ bảo tự hỏi, bát rượu này còn uống được sao? A à, tử, thấy tủ bảo ngần ngừ không có chịu bưng bát rượu đi, liên dục. Sao mà mi không bưng máu? Người ta đang chờ rượu đó. Tủ bảo cười nói, Cô nương, sao mà nói giỡn rồi, bát rượu này cô đã rửa tay vào, ai mà dám uống? A tử quắc mắt hỏi, người chê tay ta bẩn sao? Đã thế, thì ngươi uống một hớp đi, ta sẽ cho một đỉnh bạc. A tử vừa nói, vừa móc trong bọc ra một đỉnh bạc dụng, cân nặng một lạng, quẳng lên bàn. Tử bảo cả mừng nói, Ô trời, uống có một hớp rượu, được một lạng hả? Đừng nói cô mới rửa tay, cô rửa cả chân vào, tôi cũng dám uống. Nói đoạn, gã bưng bát rượu lên uống một hớp. Về đầu, rượu vừa mới vào miệng, khác nào như miếng sắt nung đỏ, chảy cả đầu lưỡi, đào rác không có chịu được. Gã tử bảo, la lên một tiếng ú chào, rồi há miệng nhổ rượu ra. Gã đào quá, hai chân dãy dụa rối rít, vừa dãy dụa vừa la lên. Ôi trời ơi, cha mẹ ơi! Kiều Phong thấy vậy cả kinh, chỉ thấy gã càng kêu càng hàm hồ, không biết gì lẽ gì đầu lưỡi của gã sưng lên chủ quán cùng với những người cất rượu nghe tiếng rên vội chạy ùa ra hỏi sao vậy sao vậy gã tủ bảo đưa tay trỏ vào mặt của mình không nói được gã thè lưỡi ra thì cái đầu lưỡi đã sưng gấp ba người bình thường cả cái lưỡi cũng đen sạm lại kiều phong càng kinh ngạc lẩm bẩm gã tủ bảo dường như là trúng phải kịch độc rồi còn quỷ cái này chỉ thò tay vào rượu ngâm một lúc mà bác rượu đã đọc đến thế. Mọi người thấy gã tủ bảo hình trạng kỳ dị như vậy, ai cũng bỡ vía, hốt quảng la lên. Gã đã phải nọc độc rết gì đây chứ? Thù chết rồi, mau đi mời thầy Lan đi. Gã tủ bảo đưa tay trỏ A Tử, đột nhiên chạy đến trước mặt của nàng, quỳ mọp xuống, dập đầu lại binh binh. A Tử cười nói, ta không dám, người yêu cầu ta chuyện gì? Tủ bảo ngẩng đầu lên, trỏ tay vào lưỡi của mình cứ lại hoài. A tử cười bảo, Ngươi muốn ta chữa cho ngươi có phải không? Tử bảo đào quá, mồ hôi tráng toát ra đầm đìa. Hai tay của gã, suýt xoa khắp mình mẩy, rồi lại chắp tay dập đầu lại mãi. A tử thò tay vào trong bọc, lấy một cái lưỡi dao vàng nhỏ xíu, giống như lưỡi dao của gã mũi sư tử, dùng để cắt thịt ra ăn. Nàng giơ tay ra, nắm lấy sào ót của gã, tay phải dùng đào lên, đánh sẹt một tiếng cắt luôn một cái đầu lưỡi gã. Mọi người bàn quan thất thành la quảng, chỗ đầu lưỡi đã bị đứt, máu tuôn ra như suối. Ban đầu gã tủ bảo vừa đau đớn khủng khiếp, nhưng một lúc sau máu tươi chảy ra, đồng thời chất độc cũng ra theo, mà cái đầu lưỡi giảm đau được vài phần, lưỡi cũng không có sưng nữa. A tử móc trong bọc ra một cái bình thuốc nhỏ, màu vàng bôi lên vết thương, Lạ thay, thuốc vừa bôi vào đã cầm máu được ngay. Gã tủ bảo, quán hận không xong mà tạ ơn cũng không phải. Gã ngẩn ngờ nói ấp úng. Cô, cô nương, cô nương. Vì gã đã bị cắt mất đầu lưỡi cho nên nói không có rõ được. A tử cầm đỉnh bạc dụng cười nói. Ta đã bảo ngươi uống một hớp rượu, ta mới cho một lạng bạc này. Nhưng mà ngươi uống vào nhả ra thì ta sẽ lấy lại. Ngươi muốn lấy cái đỉnh bạc này phải uống hớp khác. Gã tủ bảo khoát tài lia lịa, hàm hồ nói, tôi không có uống rượu mà cũng không không có muốn lấy tiền nữa. A à tử cất tiền vào trong bọc cười nói, lúc nãy ngươi nói cái gì? Dường như ngươi bảo, cô nương định cắt lửa của tôi, tôi chỉ sợ cô nương không có đủ bản lãnh, có phải thế không? Bây giờ ngươi lại lục năn nỉ ta cắt cho, thế thì cô nương có đủ bản lĩnh chăng? Bây giờ gã tử bảo mới tỉnh ngộ, mà biết tự mình nói một câu thất thố cho nên phải chịu đau khổ như vậy. Trong lòng của gã căm hận không biết đến đâu mà kể. Gã toàn ra tay rửa hận ngay lập tức, liều lĩnh đánh cho cô ả à một mẻ. Nhưng mà gã thấy một tráng sĩ khôi ngô, hùng dĩ ngồi cái bàn ngay trước mặt và lại là người đến cùng với cô một lúc cho nên gã đâm ra kiếp đảm. A tử lại hỏi, Ngươi, không uống rượu? Tự bảo tức mình đáp, Lão, lão già gã chỉ nói được có mấy tiếng toàn thóa mạ a tử cho hả giận nhưng mà trong lòng vẫn kinh sợ gã rảo bước chạy vào nhà trong không có dám thò mặt ra nữa mọi người ai đi làm việc nấy một gã tử bảo khác được đưa ra phòng khách để mà hầu hạ gã tử bảo mới này trong gương gã trước nồm nớp lo sợ không có dám nói câu nào cả kiều phong không đè nén được cơn giận lẩm bẩm gã tử bảo kia chỉ nói có một câu mà con tiểu quỷ này đã trị gã đến nỗi mang tật suốt đời rồi. Từ đây sắp tới, gã nói thành ngọng nghiệu không có rõ ràng được nữa. Cô ta làm chuyện này đúng là độc ác vô cùng. Bỗng nghe A Tử nói, Tử bảo, ngươi cầm cái bát rượu này cho vị khách ngồi bên kia uống đi. Nàng nói xong, trỏ vào gã mũi sư tử. Tử bảo vừa thấy A Tử trỏ vào bát rượu, gã đã sợ rung bắn lên. Khi gã nghe nàng bảo đưa cái bát rượu cho người khác uống lại càng sợ nữa. A tử cười nói. Ồ, ngươi không có muốn đưa bát rượu cho ông khách kia uống sao? Chắc là ngươi muốn uống hả? Nếu vậy thì càng hay. Đây, ngươi bưng uống đi. Gã tử bảo khiếp sợ mặt không còn hạt máu, dội nói. Không, 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 tiểu nhân, tiểu nhân không có uống được. A tử dục. Vậy thì ngươi bưng đi. Tử bảo dội nói. Dần dần gã rùng lập cập bưng bát rượu dâng lên bàn của gã mũi sư tử vừa bưng vừa sợ không cẩn thận rót ra ngoài mấy giọt lúc mà gã đặt cái bát rượu lên bàn nghe kêu lạch cạch vì hai tay của gã run quá gã mũi sư tử hai tay bưng bát rượu lên chú ý nhìn kỹ rượu để cách môi chừng một thước thì không có đưa lên nữa cũng không qua hạ xuống bàn a tử cười hỏi nhị ca sao vậy tiểu muội mời nhị ca sơ rượu mà nhị ca không có nể mặt tiểu muội sao kiều phong nghĩ bụng thứ rượu này độc vô cùng quyết là gã kia không phải là nhịn nhục để cho cô ả muốn nói khích thế nào thì nói chẳng lẽ gã uống vào để mất mạng sao dù người có nội công ghê gớm đến đâu cũng không thể chống lại được với thứ độc dược này ngờ đâu gã mũi sư tử ngẫm nghĩ một lúc đưa bát rượu lên môi húp một tiếng ừng ực rồi nuốt xuống bụng kiều phong giật mình tự hỏi chẳng lẽ cái gã này nội lực thâm hậu đến thế sao sao gã có thể chống nổi với bát rượu độc này chứ kiều phong đang ngẫm nghĩ thì gã mũi sư tử đã uống cạn bát rượu đặt bát xuống bàn hai ngón tay cái con rượu ướt đầm đìa gã tiện tay lấy giặt áo ra lao kiều phong là người có tính cách hào sản song xử sự, sự rất là tinh tế ông trầm lặng suy nghĩ một lúc rồi hiểu ngay lẩm bẩm một mình phải rồi, cái thằng cha này đã luyện được môn quá độc đại pháp của tinh tú lão ma truyền cho. Trước khi mà gã uống, lúc cầm bát rượu, thò hai ngón tay cái vào trong rượu, hồi lâu không có uống ngay. Thì ra gã đã thi triển môn quá độc đại pháp, đem nội lực chế quá chất độc trong rượu. Khi mà chế quá được chất độc rồi, gã mới uống vào trong bụng, không còn gì phải đáng ngại nữa. A à, Tử chờ cho gã mũi sư tử uống cạn bát rượu độc thì ra chiều kinh ngạc, gượng cười nói. Nhị sư huynh, công lực của nhị sư huynh tiến bộ rất nhiều, tiểu muội xin mừng cho sư huynh. Gã mũi sư tử, mặc kệ cho a à tử muốn nói cái gì cũng được. Gã ăn như rồng cuốn một lúc. Cả bàn đồ nhắm mười phần, đã hết chín rồi mới dỗ bụng, đứng lên nói. Đi thôi. A tử nói, xin sư huynh cứ tùy tiện, chúng ta còn có ngày tái ngộ gã mũi sư tử trừng đôi mắt to một cái mới nói sư muội nói gì có ngài tái ngộ sư muội đi với ta ngay bây giờ đi a tử lắc đầu đáp tiểu muội không đi đoạn nàng chạy đến bên cạnh kiều phong nói tiếp tiểu muội đã có lời ước hẹn với đại ca đây chuyến này đi giang nam với nhau rồi gã mũi sư tử trừng mắt nhìn kiều phong hỏi cha này là ai a tử nói sư huynh nói cái gì mà cha này với cha nọ y là thân phu tỷ nương của tiểu muội đó tiểu muội là em vợ của y thế là họ gần lắm gã mũi sư tử nói sư muội ra đề tiểu huynh đã làm bài xong rồi còn sư muội quên lề luật của môn phái ta rồi sao kiều phong nghĩ bụng té ra a tử kêu gã mũi sư tử uống rượu độc là đưa ra một vấn đề khó khăn không ngờ gã lại giải quyết được a tử nói tiếp sư huynh sao mà lại bảo là tiểu mũi ra đầu đề phải chăng sư huynh nói về chuyện uống cái bát rượu vừa rồi? Buồn cười. Bát rượu đó tiểu muội dành cho gã tử bảo uống, không ngờ đường đường một bậc cao đồ phái tình tú lại đi uống cái nước dơ giấy của gã tử bảo uống thừa. Gã tử bảo uống vào cũng chẳng có sao Thì sư huynh uống có gì là lạ đâu Tiểu muội xin hỏi sư huynh Gã tử bảo tầm thường kia còn uống được Thì đời nào tôi lại đem cái đó để mà làm đề mục chứ tuy nàng cải cố như vậy nhưng muốn bác ý kiến của nàng cũng không phải là dễ gã mũi sư tử tuy trong lòng tức giận nhưng mà cố dịu nói sư phụ có lệnh bảo ta tìm sư mụ về sư muội không về sư muội muốn chống lại mệnh lệnh của sư phụ có phải không a tử cười đáp nhị ca sư phụ thương tiểu mũi lắm mà nhờ sư huynh về bẩm lại với sư phụ rằng Tiểu muội đang đi đường thì gặp người anh rể cùng xuống Giang Nam du ngoạn ít bữa, đồng thời xem có thứ đồ cổ hoặc châu báu thì sẽ mua đem về biếu cho sư phụ. Gã mũi sư tử lắc đầu nói: "Không được, không được, sư muội lấy cấp của sư phụ." Nói tới đây, gã đưa mắt nhìn Kiều Phong, tựa hồ sợ tiết lộ bí mật. Ngừng lại một lát, gã nói tiếp: "Sư phụ giận lắm đây, bảo sư muội phải về ngay." A à tử năn nỉ, nhị sư huynh cũng biết là sư phụ khi mà nổi lôi đình còn bắt tiểu muội phải về sao? Chắc là người có ý làm cho sư muội phải đau khổ rồi. Nếu mà lần này sư huynh không bên vực tiểu muội lần sau sư phụ có trách phạt sư huynh, tiểu muội không có gian sinh cho nữa đâu. A à tử nói câu này tựa hồ khiến cho gã mũi trâu phải động tâm. Gã nghĩ đến A à tử còn nhỏ tuổi lại được tinh tú hải lão ma rất là cưng chiều nàng nói câu gì cũng được lão nghe ngay gã mũi sư tử trầm ngắm một lúc rồi mới nói nếu sư muội không có chịu về phải đưa cho ta cái vật gì đem về làm bằng chứng phục mệnh có thể sư phụ mới ngu giận được chứ a à tử nói sư phụ bảo sao bây giờ phải đưa cái thứ gì để cho sư huynh đem về tiểu muội không hiểu đâu gã mũi sư tử dằn giọng nói này ta bảo sư muội biết sở dĩ ta chưa có động thủ mạo phạm đến sư muội là ta nghĩ đến tình đồng môn đó vậy sư muội phải biết điều một chút chứ a tử cười nói tiểu muội biết điều phải trái lắm mà tiểu muội mời sư huynh ăn cơm uống rượu là điều phải còn sư huynh bức bách tiểu muội phải về với sư phụ là điều trái đó gã muội sư tử nói nhiều lời vô ích bây giờ chỉ có hai con đường sư muội chọn lấy một một là sư muội giao cho ta hai cái vật đó, đem về trình sư phụ, hai là sư muội phải theo ta đi. A à tử vẫn nặng nặc. Tiểu muội không có về đâu, còn hai cái vật sư huynh nói đó, tiểu muội chưa hiểu là vật gì, phải chăng những cái vật tiểu muội đeo trong mình? Nếu vậy thì được. Nàng vừa nói vừa rút cành kim thoa trên đầu ra nói tiếp. Sư huynh cần cái thứ để làm bằng cớ trình sư phụ, vậy á cầm cái cành kim thoa này về là được rồi. Gã mũi sư tử tức giận nói, À, thì ra mi bắt buộc ta phải động thủ mới xong sao? Nói xong, gã tiến thêm một bước. A tử biết nhị sư huynh của mình đã học được sáu bảy thành những tuyệt nghệ của sư phụ. Bản lãnh của gã cao hơn mình nhiều, quyết mình không có thể địch nổi. Huống chi võ công của phái tinh tú cực kỳ hiểm độc. Nguyên 36 đường quyền cước hoặc là chiêu thức bằng khí giới của phái tình tú không có chiêu nào là nhẹ nhàng cả đối phương chỉ trúng một chiêu không chết cũng sẽ bị trọng thương đến thành tàn phế suốt đời mà chết cũng thảm khốc phi thường vì thế các sư huynh đệ trong môn phái không có giao đấu với nhau bao giờ chỉ có một chiêu hay một quyền để phần cao thấp là có người bị chết hay là bị thương giữa sư phụ và đồ đệ cũng không bao giờ diễn thử võ nghệ tinh tú lão ma truyền thụ những yếu quyết cho đồ đệ rồi mỗi người đi một chỗ mà rèn luyện. Bản lãnh cao thấp, thế nào ai biết phận người đó mà thôi, trừ khi cùng nhau đối địch mới rõ hơn kém. Chương 40 Môn đồ tinh tú khiếp quay thần A tử đã được mục kích nhị sư huynh đánh chết liền một lúc ba tên đại đạo tại miền Tứ Xuyên Tây Tạng. Thủ pháp của gã hiểm độc khiến cho người kinh hồn tán đỡm. Tuy nàng gan dạ vô cùng, trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ. Việc A Tử dùng rượu độc để mà thử thách sư huynh cũng là một lệ luật của phái tình tú, dùng để mà đo tài bạn đồng môn, không phải là chuyện tầm thường. Giả tỷ gã mũi sư tử, chịu nhận thua cuộc, thì bất luận điều kiện gì, gã cũng phải chịu nàng kịp chế. Nhưng mà đằng này, gã tuyệt nhiên không do dự, bưng cái bát rượu độc, uống một hơi cạn sạch. Cho nên đúng ra, A Tử không có được phản kháng một điều gì nữa, A tử thấy tình thế nguy cấp Dụ níu áo Kiều Phong gọi Tỷ phu Người này định giết tôi đó Tỷ phu cứu tôi với Kiều Phong thấy nàng gọi Một điều tỷ phu Hai điều tỷ phu không khỏi động lòng Nhớ tới lời của A Châu Đã phó thác nàng cho mình Toàn ra tài đánh bại gã mũi sư tử này. Nhưng trong thấy cái vết máu từ dưới đất Kiều Phong nghĩ đến tâm địa độc ác qua tử đối với gã tử bảo cho nên ông muốn để cho nàng bị đau khổ chưa biết thân. Âu đó cũng là một cách răng dạy con người bướng bỉnh tàn ác. Tính toán như vậy, ông liền để mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không hỏi hàng gì đến A Tử. Gã mũi sư tử, bản ý thì cũng không có muốn cùng gia tử động thủ, chỉ cốt hâm dọa cho nàng biết sợ thôi, chịu ép một bề theo mình về là được. Gã đưa tay ra, toàn nắm lấy cổ tay trái của Kiều Phong. Kiều Phong nhác thấy da của gã động đậy biết ngay là gã định ăn thua với mình rồi song ông cứ mặc kệ cho gã nắm lấy tay trên da thịt cùng trong lòng bàn tay gã đều có chất kịch độc trước đây kiều phong rất là căm giận những cái hạng người dùng thuốc độc nhưng ngoài mặt ông vẫn thản nhiên như không chỉ ngấm ngầm giận chân khí ra cổ tay rồi cười nói chi vậy phải chăng là các hạ muốn cùng tôi uống bát rượu chơi nói xong tay phải cầm bồ rót đầy rượu vào hai cái bát lớn nói nào xin mời các hạ gã mũi sư tử giận nội lực trước khi mà nắm tay kiều phong thấy ông vẫn ung dung như không hay biết gì gã lẩm bẩm mi đừng có đắc ý dội lát nữa sẽ biết tay của ta nghe kiều phong mời uống rượu gã đáp uống thì uống sao mà lại không dám chứ gã vừa nói bưng bát rượu lên uống ừng ực về đâu rượu vừa mới nuốt đến cổ họng đột nhiên có một luồng nội khí ở dưới ngực đẩy ngược lên gã không sao nhịn được mẹ lên một tiếng bát rượu uống vào đã nôn ra hết ướt cả giặt áo đằng trước nôn rượu ra xong gã mới ho sù sù một lúc mới yên lại được tình trạng này khiến cho gã mũi sư tử phải quản hồn gã biết rằng sở dĩ mà luồng nội khí bốc ngược lên là do nội lực hùng hậu của đối phương thúc vào thân thể của mình mà ra giả tỷ y muốn hại mình cũng dễ như trở bàn tay gã sợ quá mới dội buông cổ tay của kiều phong ra nào ngờ tay của gã dường như có chất gì đó dán chặt vào tay của kiều phong không tài nào gỡ ra được gã kinh hãi cố sức đẩy ra kiều phong vẫn ngồi yên không có nhúc nhích gã mũi sư tử xô đẩy ông vẫn trơ trơ như núi đá chẳng quan thua gì kiều phong rót rượu đầy bát nói Vừa rồi, lão huynh chưa có uống rượu, vậy xin lão huynh uống nốt cái bát rượu này, ta sẽ buông tay. Ý ông muốn nói, ngươi có uống bát rượu này thì ta sẽ buông tay cho ngươi ra. Gã mũ sư tử hết sức cự quậy vẫn không có thoát ra được. Gã liền dùng tay trái đánh ra một quyền giao mặt của Kiều Phong. Quyền chưa có đánh tới, Kiều Phong ngửi thấy mùi tanh hôi như mùi cá ương. Ông khẽ đưa tay phải gạt ra, gã mũi sư tử dùng toàn lực để phóng quyền. Ngờ đâu phóng dở dàng đã bị gạt cho trẹo đi. Gã không có tự chủ được nữa, biết chiêu thức của mình bị trưởng lực của đối phương gạt đi. Đoạn một tiếng chát vang lên. Thì ra, chính tay của gã đập vào bả da của gã rất mạnh, khiến cho xương bả dài bị trật khớp. A tử cười hỏi, Nhị sư huynh, đúng là khéo dở trò, ai lại dùng tay mình lên đánh mình bao giờ chứ, thật không hiểu ý tứ sư huynh ra sao. Gã mũi sư tử căm giận vô cùng, khốn nổi, tay của y dính chặt vào tay của Kiều Phong, không tài nào mà gỡ ra được. Còn tay trái của gã không dám đánh ra trưởng thứ hai. Gã mũi sư tử dãy dụa đến lần thứ ba, không thoát được. Bèn vận động nội lực, định dồn những cái chất độc trong lòng bàn tay vào người của đối phương. Về đâu, luôn nội lực của gã vừa đụng vào tay của Kiều Phong, lập tức đã bị hất ngược trở lại gã mũi sư tử giật mình dỗ giận nội lực để mà chống đỡ song nội lực của gã so với kiều phong kém xa rất nhiều luồng nội lực âm độc của gã đã bị nội lực của kiều phong đánh bạc đi không quan thu gì khác nào như sóng biển tràn vào trong sông luồng nội lực của đối phương tràn vào khớp xương quỷ tai đưa xuống dưới rồi luân chuyển vào trong bụng gã mũi sư tử tự biết chất độc trong tay của mình ghê gớm nếu song đến tâm trạng là lập tức chết ngay Luôn nội lực của đối phương Thúc đẩy quá mãnh liệt Khiến cho nội lực của mình vô phương ngăn trở Gã bồn chồn, mồ hôi tráng Toát ra đầm đìa nhỏ giọt A tử mới cười nói móc Nhị sư huynh Nội lực của sư huynh thật là cao cường Trời rét lạnh thế này Mà sư huynh ra mồ hôi lắm lo Khiến cho tiểu mũi khâm phục vô cùng Gã mũi sư tử Con rồng dạ nào mà nghe lời chăm chọc qua tử Gã biết rằng Kiếp vận số tới rồi xong chẳng lẽ bó tay mà chờ chết, còn chống chọi được lúc nào hay lúc đó. Kiều Phong nghĩ bụng, gã này không có thù oán với ta, tuy gã vừa ra tay đã hạ độc thủ là một điều rất mạo phạm, nhưng mà ta chẳng nên vì thế mà giết chết gã. Nghĩ vậy, ông đột nhiên thu nội lực, gã mũi sư tử bỗng nhiên thấy bàn tay của mình đang bị gắn chặt đã được buông ra. Cả luồng nội lực thúc đẩy chất độc ở tay của mình cũng thoát ra gã vừa mừng vừa sợ lùi lại hai bước không có dám tiến lại gần kiều phong nữa gã mũi sư tử thoát chết rồi khác nào đã xuống quỷ môn quan được trở về gã tử bảo không biết chuyện gì hết sợ gã mũi sư tử nổi nóng lật đật chạy lại rót rượu gã mũi sư tử phóng trưởng ra tát vào mặt gã tử bảo gã tử bảo rú lên một tiếng té nằm ngửa dưới đất gã mũi sư tử xông ra cửa lớn trong về hướng tây nam chạy nhanh như bài, bỗng nghe thấy tiếng tiêu nhẹ nhàng khẽ vọng lại kiều phong nhìn gã tủ bảo thấy mặt đen sạm đã chết rồi ông không khỏi tức giận quát lên cái thằng cha đó đúng là khả ố mình tha mạng choáng ai ngờ hắn ra tay giết người ông mới vỗ bàn đứng dậy muốn đuổi theo a tử ngăn lại kêu lên tỷ phu ngồi xuống tôi nói cho tỷ phu nghe giả tỷ nàng kêu ông bàn kiều ban chúa hay là tiêu đại gia thì kiều phong nhất định không nhìn đến nàng song hai tiếng tỷ phu vừa gọi lên ông lập tức nhớ tới a châu lòng đào như cắt liền hỏi chi vậy a tử đáp không phải là nhị sư huynh là một kẻ khả ố đâu gã đã ra tay định sát hại tỷ phu không xong chất độc chưa có tan đi gã đành bắt buộc phải giết người khác thôi kiều phong biết võ công của phái tà có thứ thủ pháp kêu là độc thủ chất độc tụ ở lòng bàn tay mà không phát tán vào trong người của địch nhân được thì phải đánh chết trâu ngựa hay là bất luận chết một thứ súc sinh nào không thì chất độc sẽ chạy vào trong thân thể ngay ông nói muốn tán độc sao mà gã không đánh chết một giống súc sinh mà lại vô cớ đánh chết người a à tử cười đáp cái thằng người ngu ngốc đó khác gì trong ngựa giết y cũng như giết giống súc sinh thôi miệng của nàng nói thao thao, khác nào thiên kinh địa nghĩa. Lý đương nhiên là như vậy, không có giáp giáp ngựa nghiệu chút nào. Kiều Phong nghe nàng nói mà phát ứng, ông tự nghĩ, cô này tính độc ác, chẳng khác nào có giống cầm thú, hà tất ta phải chiếu cố đến cô. Kiều Phong thấy chủ quán chạy ra, ông không có muốn lôi thôi, bèn ra khỏi quán, trong về hướng bắc mà đi. Bên tai của ông vẫn nghe tiếng chân qua tử chạy theo ông liền gia tăng cước bộ chạy nhanh hơn chỉ trong chốc lát đã bỏ a tử khá xa khiến cho nàng muốn đuổi theo cũng không thể kịp bỗng nghe a tử lanh lảnh gọi to tỷ phu ơi tỷ phu chờ tôi với tôi không có theo kịp kiều phong nghe nàng gọi tỷ phu đồng tâm dừng bước lúc nãy ông cùng với nàng đối diện nói chuyện từ vẻ mặt cho đến cử chỉ trong lòng không hết chán ghét nhưng mà lúc này nàng lật đật chạy theo, cất tiếng gọi y hệt như a châu gọi mình. cả hai cô đã là chị em ruột với nhau, âm điệu cũng in như nhau, khiến cho kiều phong ban quang trong dạ. ông ngoảnh đầu nhìn lại, nước mắt chảy quanh. ông thấy xa xa có một cô gái nhỏ tuổi đương chạy như bài trên đất đầy tuyết phủ. chẳng khác gì a châu phục sinh bất giác ông giang hai tay ra khẽ kêu lên a châu. Kiều Phong ôm chầm lấy A Tử một lúc. Ông mơ màng nhớ đến ngày cùng Gia Châu đi từ nhạn môn quan xuống đến Trung Nguyên. Quan cảnh hai người thủ thủy trò chuyện đầm thấm hiện ra trước mắt. Đột nhiên, tấm thân mềm mại ấm áp trong lòng của ông có tiếng nhõng nhẽo hỏi Tỷ phu, sao lúc nãy không đợi em? Kiều Phong giật mình như người trong mơ, cho tỉnh dậy, đưa tay khẽ đẩy A Tử ra nói Cô, theo tôi làm gì? A tử đáp, tỷ phu đánh đuổi được nhị sư huynh cho em, đương nhiên em phải đến tạ ơn tỷ phu rồi. Kiều Phong lạnh lùng nói, cô không cần phải tạ ơn tôi, thật ra là có phải bản tâm của tôi muốn cứu cô đâu. Tại hắn động thủ với tôi, tôi phải tự vệ để khỏi chết vì tai của hắn thôi. Nói xong, trở gót đi ngay. A tử giơ tay định kéo Kiều Phong. Kiều Phong khẽ né người đi, nàng mới loạn choạng siêu về phía trước, kể ra dưới bản lĩnh của nàng, nàng có thể gượng đứng lên như chơi, xong nàng thừa cơ để trượt chân cho người ngã lăn xuống cái đống tuyết, rồi mới la lên. Ô trời, ngã đau chết đi được. Kiều Phong biết là nàng giả dờ, nhưng mà nghe giọng nói ọn ẻn, ản, hình ảnh qua châu lại xuất hiện trong đầu, một cái mùi hương thoang thoảng, lại cảm xúc vào dây thần kinh của ông. Kiều Phong quay lại, đưa tay ra nắm lấy cổ áo qua tử kéo lên, nàng cười rất tươi nói tỷ phu tỷ nương của em bảo tỷ phu chiếu cố cho em sao mà tỷ phu không tuân theo di ngôn của tỷ nương chứ em là một đứa nhỏ lên đền cơ khổ đã bị bao nhiêu người ức hiếp rồi tỷ phu cũng ghét em sao nàng nói mấy câu bằng một giọng ríu rít nghe rất là đáng thương kiều phong biết nàng mười phần có đến tám là giả tạo mà vẫn không khỏi mềm lòng ông hỏi cô đi theo tôi có được ích gì chứ trong lòng của tôi đang buồn bực không có muốn nói chuyện với cô đâu chỉ khi nào cô làm điều càng rỡ tôi mới can thiệp thôi a à, tử nói nếu tỷ phu trong lòng không vui thì cô em đây giải muộn và cõi lòng của tỷ phu biết đâu chẳng dần dần trở lại ấm áp nếu như tỷ phu uống rượu em sẽ rót cho tỷ phu thay quần áo em sẽ giặt vũ khâu giá cho nếu em có việc gì lỗi đạo tỷ phu can thiệp cho thì còn gì bằng từ thuở nhỏ em đã bị gia nương bỏ rơi rồi không người quản cố giáo hóa cho nên việc đời em chẳng hiểu thế nào là phải quấy nói đến đây hai con mắt của nàng đỏ mọng kiều phong nghĩ bụng cả hai chị em cô này đều là có thiên tài về tinh nghịch và hóm hỉnh bản lĩnh gạt người càng ghê gớm thật là tám lạng người nửa cân chẳng ai thu ai May mà mình á, sớm biết cô này rất thâm độc mới khỏi mắc bẫy. Cô nhất định theo mình hẳn là có âm mưu ngụy kế chi đây. Phải chăng sư phụ của cô phái cô theo sát mình để âm mưu ám hại? Các bạn vừa nghe xong tập 20 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.